Lần đầu tiên thì Kay cho xin gửi đến tất cả mọi người lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn mọi người đã đến đây với Kay ạ. Thank you. Anh nghĩ là mình lên đây chút xíu cho gần mọi người hơn được không? Hôm nay là một đại gia đình rất là lớn đến đây đúng chúc mừng cho Kay. Trước tiên thì anh cũng xin được đại diện cho tất cả mọi người chúc mừng Kay đã có cuộc comeback rất là tuyệt vời với hai ca khúc vừa rồi, và đặc biệt là Ume Em. Thật sự phải nói bên Sùng với Kay là anh em chơi với nhau rất là nhiều năm rồi, nhưng mà có cái gì cũng tỉ tê tâm sự với nhau, nhưng mà ngày hôm nay phải nói là trưởng thành hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì lý lắc thì vẫn ở đó, dạ vâng, vẫn rất là vui tính, vẫn rất là nhiều những cái năng lượng và đặc biệt là sự chuyên nghiệp ở trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Tối ngày hôm nay em muốn gửi lời gì đến với mọi người đầu tiên ạ? Thực ra thì hôm qua em soạn văn nhiều lắm để em muốn gửi đến những cái người đã đến đây bỏ rất là nhiều thời giờ cho em, nhưng mà hôm nay em rối quá, em không biết nói gì, chỉ biết chân thành cảm ơn tất cả mọi người, các anh chị, các bạn flower, các ekip, các đồng nghiệp của mình đã dành thời gian quý báu của tất cả mọi người đến đây vì Kay. Thật sự thì Kay rất là cảm kích và biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu tiên Kay có một buổi show Kay như thế này. Nếu có sai sót hay có một lỗi gì đó thì mong tất cả mọi người sẽ bỏ qua cho Kay, và cũng như là góp ý nhiều hơn cho Kay để Kay trưởng thành hơn, tốt hơn trong cái sự nghiệp ca hát của mình và dành chọn cái niềm đam mê để cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Luôn luôn chỉnh chu quý vị, nhưng mà ngày hôm nay em cứ thoải mái đi, đêm nay là đêm của em và mọi người cũng sẽ thoải mái dễ chịu dành cho em. Và tại sao lại là thời điểm này, thời điểm cuối năm, một cái mùa lễ hội rất là bận rộn của tất cả mọi người, và em chính thức comeback để có thể là giới thiệu sản phẩm của mình dành cho tất cả những người yêu thương em? Dạ, nếu mà không phải thời điểm này chắc em cũng đóng băng luôn. Chắc em về giường của em trồng hoa. Nên là nếu mà không phải thời điểm này thì cũng không phải thời điểm nào khác nữa. Yeah. Dạ vâng, vậy thì tiếp tục nè. Thế thì tại sao không phải là một bài hát nào khác mà lại là Ume Em? Dạ thật ra ai hú em. Lỡ hú thì hú lớn được không? Trước khi mà mình nói về cái viết cái bài này đi, em muốn chia sẻ với tất cả mọi người thực sự đi. Bây giờ tôi yêu cảm giác này lắm, tại vì rất là lâu rồi mới gặp được nhà bông của tôi, cũng như là tất cả các anh em, 2-3 năm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Bây giờ chỉ muốn xuống ôm mọi người cái, nếu mà sẵn được thì mình hôn nhau cái cũng được. Ủa có ai muốn ôm mà hôn Kay không à? Hôn gió rồi nhá. Ôi giời ơi. Ok thì quay trở lại chủ đề của anh. Dạ. Tại sao em viết bài Ume em à? Đúng rồi. Dạ thực ra thì em viết bài này chắc cũng được 2-3 năm rồi. Cái giấc mơ âm nhạc này của em nó cũng nung nấu từ rất là lâu rồi. Viết về một chàng trai bị tương tư yêu một cô hoa nào đó. Tại vì sao biết em vẫn hoa không ạ? Đúng rồi, quá trời hoa trên người luôn ạ. Tại vì trong khoa có hoa á. À, trời trời rồi, cái câu tả tính này tôi cũng coi ở trên Facebook của Kay rồi đó, mà hôm nay vẫn bị dính như thường, tức ghê á. Hôm nay ý tưởng của em hay là ý tưởng của ekip của mình dành cho một cái sân khấu nè, showcase rất là hoành tráng, và đặc biệt là cái backdrop phía dưới là một cái khu rừng rất là nhiều cây xanh, hay là tại vì cây ở dưới là Kay? Dạ không, thực ra thì cái này ý tưởng lúc đầu thì em chỉ vẽ lên một bức tranh thôi. Mà nói thẳng ra thì sự giúp đỡ nhiều nhất và công lao lớn nhất đó chính là của tất cả các anh em và của các diễn hàng cũng như đối tác của Kay. Và nữa thì xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đặt niềm tin vào giấc mơ của Kay. Cảm ơn các diễn hàng rất là nhiều, cảm ơn các đối tác rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Thật sự phải nói là hồi bé đó là chúng ta đi học ngồi trên cái nhà trường á, là chúng ta là cứ tới giờ thì học thôi đúng không? Còn trong cuộc sống này thì chúng ta cũng mong muốn là có rất là nhiều những cái sự thử thách ở trong chính mình để mình trưởng thành hơn. Và ngày hôm nay thì hy vọng rằng những người đã yêu thương em rồi sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa trong tương lai và sẽ ủng hộ hết mình ha. Trước khi mà đến với những hình ảnh đầu tiên trong chiếc MV lần này, thì không biết là Kay có muốn teaser nhẹ nhẹ cho mọi người tí xíu không về sản phẩm này không? Trong cái quá trình mà em sản xuất á. Dạ. Dạ. Ok. Sao à? Ý là chia sẻ. Chia sẻ hả? Ừ. Chia sẻ thì em không biết chia sẻ gì hết, tại vì em đã thực hiện cái sản phẩm lần này trong vòng bao nhiêu lâu? Dạ em đã hoàn thành hơn 2 tháng. Mà trước đó thì em đã suy nghĩ đến một cái câu chuyện, một cái kịch bản như thế nào thì cũng đun nấu rất là lâu rồi, và cũng nghĩ là mình sẽ làm một cái buổi showcase. Không phải chỉ là mình thể hiện ở đây, mình không có muốn thể hiện hay gì hết á. Tại vì đối với Kay á, âm nhạc là kết nối.
Khi mà mình làm được cái nghề của mình và mình được kết nối những cái người yêu thương của mình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nên chính vì đó là có buổi showcase của Kay ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng, rất là nhiều sự tò mò dành cho cái sản phẩm lần này của Kay rồi. Và mình sự tin là mọi người cũng sẽ chuẩn bị tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ cũng sẽ chia sẻ cái video clip này đúng không ạ? Ở trên official YouTube của Kay Trần. Và không biết mọi người đã sẵn sàng để xem MV Umeem chưa? Are you ready? Yeah. Em sẵn sàng chưa? Are you ready? Yeah. Hơi nhỏ quá à. Anh em xa xa kia sao ạ? Are you ready? Yeah. Sẽ tới nha. Hết mình nha. Quẩy thôi. Vâng, và chắc là Kay cũng rất là hồi hộp để xem cái MV này cùng với tất cả những người thân của mình, những người thương của mình. Xin mời Kay chúng ta trở về phía dưới. Còn bây giờ sân khấu này, mời mọi người chúng ta sẽ hướng mắt về màn hình LED để theo dõi MV Umeem. Xin mời. Xin mời Kay chúng ta sẽ quay trở lại sân khấu ạ. Wow, wow. Quý vị ơi, cho mình sự hỏi quý vị nhé. Quý vị thấy MV có dễ thương không ạ? Quá dễ thương mà nhỏ quá, có dễ thương không? Thật sự rất là đáng yêu, rất là nhí nhảnh, dễ thương. Và đặc biệt hơn hết là quậy quá em. Quậy trong âm nhạc, quậy trong hình ảnh của mình với bạn bè của mình. Và đặc biệt là quậy trong tình yêu nữa, trong mọi các cảm xúc luôn. Thế thì tối ngày hôm nay á, em sẽ tâm sự với mọi người nhiều hơn về những cái câu chuyện sau đó. Nhưng mà trước khi đó thì mình dự tin là với sự hiện diện của những vị khách quý và đặc biệt là những anh em trong ekip của mình cũng đã hỗ trợ Kay rất là nhiều trong cái sản phẩm lần này. Mời Kay chúng ta sẽ ở đây để có thể là tặng hoa cho tất cả mọi người nhé. Và xin được mời những thành viên rất là đặc biệt đối với Kay trong buổi tối ngày hôm nay sẽ tiến lên sân khấu để chúng ta sẽ nhận hoa đến từ Kay Trần. Và một tràng hô tay xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Đình Quân, đại diện thương hiệu Baytis. Cũng gửi lời chào đến quý vị khán giả, fan của Kay Trần cùng quý anh em nghệ sĩ ở đây. Thật sự đã chào mọi người. Thật ra thì đối với mình thì thật sự không có cơ duyên nữa đó. Cái mà tụi mình muốn thì anh em chơi với nhau, tại vì anh em chơi với nhau từ lúc mà còn chưa có được như vậy đâu. Thì cứ hú thì anh em làm thôi, không bận biểu gì thì anh em cứ chơi thôi. Yeah. Thì đối với mình thì không có cơ duyên nào cả. Cho dù ví dụ 2-3 MV sau mà Kay Trần hú một cái Vinh ngày đó không bận quay thì vui lên chơi. Dạ vâng, anh em là trên hết đúng không ạ? Thế thì có một cái kỷ niệm nào lúc quay hình mà Vinh nhớ nhất không? Có. Kể đi. Tại 2-3 bài báo phỏng vấn là có cái kỷ niệm đó à? Đó là leo cây. Không. Cái cây hồi nãy hả? Cái thằng mập nhất là cái thằng trên cao nhất. Là lúc đó là nhớ hoài luôn là mà cái cây thì nó không có phải là một cái miếng phẳng bằng thẳng. Không phải là một cái miếng phẳng bằng phẳng. Nhưng mà cho Minh Sù hỏi là cây này là cây thiệt hay là cây đạo cụ? Dạ cây thiệt. Cây thiệt đúng thật không? Thật ra là cây thiệt rồi đạo cụ bê vô rồi bắt dít bắt ốc để thành một cái cây hoàn chỉnh. Nhưng mà cái chất liệu vẫn là gỗ. Đó. Đó. Thì lúc mà mình bị treo trên cây đó, mình nằm sắp xuống như cái thế ở trong phim và cuối MV đó. Thì lúc đó là mình là cái người có bụng nữa. Nó bị cứng là mà không hiểu sao lên nhạc cái là quay xong rồi bữa đó không xuống luôn bị dính chảnh luôn, bị hửi cây mê cây hay gì đó trời chảnh luôn à. Dính luôn rồi quay xong rồi cắt máy rồi anh em đi ăn cơm rồi là vẫn còn đứng lại chụp hình luôn, nó không có đau đến chừng khiêng xuống mới chụp rút. Coi như là u mê luôn á. U mê luôn, quá u mê rồi. Đúng là mê. U mê cây luôn đúng không? Dạ, một tràng hô tay cho Vinh Râu à. Rất là đáng yêu. Còn nữ chính thì sao Lindsay? Hôm nay cảm xúc của em như thế nào? Em xin chào tất cả mọi người cũng như là toàn thể bà con hay quý anh chị cũng được. Toàn thể các anh chị, các follow, các fan của anh Kay cũng như là các anh chị nhà báo, thì thực ra em đang hơi run một xíu nên mọi người nghe giọng của mọi người sẽ biết hơi run. Dạ, vỗ tay cho bé bớt run. Dạ.
Thực sự ra đây là lần đầu tiên mình kết hợp cùng với K, phải không em? Dạ vâng. Đó, cho nên là sự hồi hộp có. Thì giờ em chia sẻ cái cảm xúc thật của mình thôi. Sau khi đóng xong MV này, hôm nay coi MV thì em thấy sao? Thực sự là sau khi đóng xong MV ngày hôm... Đóng xong MV cùng anh K 2 ngày... Mình quay 2 ngày. Trong 2 ngày đó em đã có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, bởi vì em được vào vai rất là nhiều nhân vật. Em có dễ thương, có em có sexy, có em có khùng khùng điên điên mà anh K ném cho em có. Rồi đến lúc mà sau khi em xem MV ngày hôm nay, em đã thấy là mình đã làm được rồi, và mình cũng đã giúp anh K hoàn thiện một cái MV rất là dễ thương, và mong mọi người sẽ đón nhận nó nhiệt tình ạ. Cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay cảm ơn Linh Di. Còn đứng cạnh Minh Sù đây là một chàng trai mà Minh Sù nghĩ rằng là rất là trẻ luôn, đại diện. Anh có vài ý muốn hỏi Cây. Thứ nhất là trước đây Cây đã là một nghệ sĩ hoạt động solo, rồi mình lại vào một công ty quản lý, đến bây giờ mình lại tách ra solo, thì em có thể chia sẻ lý do tại sao hay không? Cái thứ hai là khi mà Cây hoạt động solo như thế thì bản thân Cây thấy có những điểm thuận lợi và khó khăn gì? Đó là hai câu. Một câu nữa muốn dành cho anh bên đại diện của BTS. Dạ. Là không biết là trước đây á, BTS cũng đã từng tài trợ cho ca sĩ Sơn Tùng MTP, rồi mình lại ngưng. Không hiểu lý do gì mà trong dự án này BTS lại tiếp tục tài trợ cho Cây Trần. Và giữa Cây và BTS có điểm gì chung hay không? Và có thể bật mí là cái kinh phí mình tài trợ cho MV này là khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, xin hết. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Tôi chào có tay cho câu hỏi của anh được không ạ? Dạ. Lời đầu tiên thì em cảm ơn câu hỏi của anh rất là quý báu dành cho em, và cảm ơn anh đã đến đây dành thời gian cho em. Em xin phép, Kay xin phép trả lời từng câu hỏi nhé. Câu hỏi một là lý do tại sao Kay lại gia nhập công ty, sau đó thì lại ra solo, rồi thì không biết như thế nào. Thì bản thân Kay thực sự thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người, thì cũng như là anh em thân thuộc của Kay, thì ai cũng biết Kay xuất thân từ dân lao động, cũng như là bình dân nhất, cũng như là chân tay làm việc chân tay nhất, nên là mình cũng chả có gì cả ngoài cái việc mình cố gắng, nên là Kay rất là ham học hỏi. Cái nào mà tốt cho nghề của mình, cái nào mà tốt cho cái sự trưởng thành của mình, cái nào tốt cho cuộc sống của mình cho nó tốt hơn, trưởng thành hơn, hay là mình tử tế hơn, thì Kay đều học hết. Nên chính là lý do vì sao mà khi mà công ty cũ mời Kay đến thì Kay đã đồng ý để đến mình học. Mình học cái sự giàu kinh nghiệm của người ta, mình học được cái sự kỹ năng của người ta, kinh nghiệm của người ta, tại vì mọi người cũng biết là bạn ấy rất là giỏi và mình rất là khâm phục bạn ấy. Nên đó cũng chính là lý do em vào công ty, em nhận lời mời vào công ty, và sau đó em cũng rời công ty đi, bởi vì em nghĩ là thời gian nó đã đủ rồi, thì đến lúc mình có một cái con đường mới, kế hoạch mới để mình có thể tự phát triển đi bằng đôi chân của mình, và đó cũng chính là lý do mà công ty 777 được thành lập. Và cảm ơn các anh em đã trong ekip của công ty 777 đã cùng Kay tổ chức show Kay, cũng như là những dự án tốt nhất để dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người. Dạ, câu đó là câu hỏi 1 thôi đúng không anh? Dạ. Dạ, còn câu hỏi 2 là gì? Dạ, quá em quên rồi. Câu hỏi số 2 là cái con đường hoạt động solo độc lập của em có những cái khó khăn gì không? Dạ, thực ra thì con đường hoạt động solo của em thì nếu mà ai yêu thương em, quan tâm em thì biết là con đường của em nó gồ ghề lắm, nó còn hơn cái bản đồ U mê em. Tại vì nếu mà mọi người để ý nhá, mình nói về Kay thôi nhá, Kay Trần là một người ca sĩ, nghệ sĩ mà tới bây giờ vẫn chưa có một cái MV nào hết. Chưa có một MV chính thức nào cả. Dạ, chưa có một MV chính thức nào cả, và cũng chưa có một cái tài sản về âm nhạc nào cả. Dạ. Và thật là may mắn tới bây giờ là mình có những cái người anh em ủng hộ cho mình, thì em nghĩ đó là cái may mắn nhất của cả cuộc đời em, đó chính là những cái người anh em chân thành đã hỗ trợ em. Còn nếu mà nói về không thuận lợi thì em nghĩ là trong cuộc sống này không bao giờ hoàn hảo cả, có những lúc sẽ không thuận lợi với mình, quan trọng là mình nhìn nhận nó theo cái hướng nào, tích cực hay tiêu cực. Nếu mà bạn là con người của tích cực thì tiếp tục thôi, phải cố gắng hơn nữa thôi để qua được cái khó khăn đó. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh.
Và mình sự tin là ở những cái khu rừng ở tại khuôn viên này cũng đã minh chứng cho cái chuyện là những cái cây thì cũng phải từ nhỏ lớn lên, phải trưởng thành đúng không ạ? Và chịu những cái phong ba bão táp bên ngoài để chúng ta có thể là vững chãi hơn ở trong cuộc sống của chính mình. Còn câu hỏi số 2 á, thì chúng tôi sẽ được mời đại diện của BTS Hunter để chúng ta số 3. À, câu hỏi số 3, dạ vâng. Dạ, chắc cho mình xuống một chiếc micro xuống sân khấu được không ạ? Dạ, xin mời anh Quân. À, em nghĩ là... Okay. Dạ, anh Quân ở đây ạ. À, anh Quân ơi, mình lên sân khấu luôn để trả lời cho mấy lời cho đẹp đẹp. À, cảm ơn câu hỏi của anh Hùng. À, thì thực ra là mọi người, nếu mà mọi người có thể quan sát và theo dõi BTS Hunter suốt những năm vừa qua, và đặc biệt là khi những cái lần mà BTS Hunter quay trở lại và trở thành một cái nhãn hàng được ưa thích ở trong giới trẻ Việt Nam, thì BTS Hunter đã từng kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ. Và một số cái tên mà các bạn có thể kể ra thì đó là những cái trường hợp mà đã có một cái sức nóng rất là nhất định trong những cái campaign đó. Và đặc biệt là nhưng mà khi mà kết hợp với Hạt Cây Trần chẳng hạn, thì team BTS và đồng thời là đội ngũ ban lãnh đạo rất là cảm giác được thuyết phục bởi cái độ chăm chỉ và nỗ lực. Và đặc biệt là sau một cái quãng thời gian không có một chút gọi là im hơi lặng tiếng, và đặc biệt là sản phẩm chất và quay lại lần này nó rất là chất lượng, thì đó là một cái cơ hội mà BTS Hunter muốn truyền tải cái thông điệp rằng luôn luôn song hành cùng với những người trẻ, những cái trải nghiệm và những cái thử nghiệm của mọi người, miễn là nó sống đúng với bản thân mình, đạt hết được những cái nỗ lực của bản thân mình vào, thì BTS Hunter sẽ rất là hân hạnh được đồng hành cùng những nghệ sĩ trẻ và những người trẻ tại Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Dạ, còn cái ý vui vui vỗ tay lớn hơn nha. Dạ, còn cái vui vui mà anh Hùng cũng có mà chia sẻ, không biết là mình có thể bật mí là mình có đồng hành với sản phẩm lần này là bao nhiêu phần trăm về cái con số không ạ? Về thực ra là ngoài về cái câu chuyện là đồng hành bao nhiêu phần trăm, thì thực ra là mọi người có thể thấy rằng BTS Hunter có rất nhiều bộ sưu tập, và đặc biệt là trong bộ trong MV lần này thì trên đôi giày trên chân của Kay lúc này đây là bộ sưu tập Dune. Yeah. Một trong những bộ sưu tập mới nhất của BTS Hunter X. Và thực ra là Dune, mỗi bộ sưu tập đều có những cái cá tính đặc điểm và cái nhận diện concept idea khác nhau. Thì tình cờ một cái điều là Kay Trần, những cái hình ảnh của Kay Trần, những cái tính cách của Kay Trần rất là hợp với bộ sưu tập này. Và cái việc mà chi phí cho cái việc tài trợ này thì thực ra là nó vẫn chưa thể dừng lại được, và nó sẽ phụ thuộc một phần vào cái doanh số của cái sản phẩm này khi mà ra thị trường. Nên là hy vọng là BTS Hunter tiếp tục có thể đồng hành cùng Kay Trần trong lần này và nhiều lần hơn nữa. Dạ vâng, dạ một tràng hối tay cho câu trả lời vừa rồi của anh Quân, đại diện từ BTS Hunter. Dạ cảm ơn câu hỏi của anh Việt Hùng rất là nhiều. Chắc là mời anh Quân chúng ta sẽ tiếp tục về vị trí phía dưới. Xin mời các anh chị phóng viên báo chí chúng ta sẽ có thêm câu hỏi nào dành cho Kay ngày hôm nay. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ giơ tay lên để bên sự thấy mình đưa chuyện micro xuống ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Dạ, xin mời câu hỏi của chị Tâm. Chị xin lỗi vì những câu hỏi sau đây nha. Thật ra là chị không muốn hỏi đâu, và chị chỉ muốn là có một cái cuộc trò chuyện riêng với Kay ở bên đài với những cái câu hỏi nó khác. Nhưng mà ở trong buổi hôm nay thì chị cũng nói chung là mọi người cũng muốn chị hỏi, cho nên là chị sẽ hỏi. Nhưng mà có gì thì cho chị xin lỗi trước, mà cái câu hỏi này thì nếu mà nó có nghiệp thì xin lỗi nha. Cái câu đầu tiên đó là muốn hỏi Kay trong cái sản phẩm lần này, thì sau khi rời Sơn Tùng MTV Entertainment đó, thì mình có một cái sự giống như là hai người có còn liên lạc với nhau và có góp ý với nhau để cho ra cái sản phẩm âm nhạc lần này. Em có đưa demo để cho Tùng nghe thử rồi góp ý từ ý tưởng là cái này hay không, rồi tới chừng sản phẩm cuối cùng là hai người có trò chuyện với nhau, góp ý với nhau, hay là nói chung là còn một cái liên lạc gì hay không, và có một cái đóng góp gì cho cái sản phẩm này hay không. Cái câu thứ hai là dành cho BTS. BTS thì ai theo dõi cũng biết là BTS đã có một cái sự đồng hành rất lâu dài và sâu rộng với Sơn Tùng MTV. Mà cái việc khai tách riêng như thế này rồi thì mình không biết về phía dư luận giữa các fan thì như thế nào. Thế thì bây giờ cái việc BTS mình tài trợ cho khai thì liệu có sợ
đại chiến giữa các fan rồi các kiểu hay không? Tại vì nó cũng có rất là nhiều cái yếu tố nhạy cảm diễn ra. Trước mắt là hai câu đó. Dạ, dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ, trước tiên thì em cảm ơn câu hỏi của chị, hai câu hỏi tuyệt vời của chị. Và cảm ơn chị đã đến đây dành thời gian cho em ạ. Thực ra thì hôm nay em đến đây thì cũng đã nói chia sẻ với tất cả mọi người rồi. Thì em đến đây là để yêu thương, và em đến đây là em để chia sẻ hết tất cả những tình cảm thật nhất của em dành cho tất cả mọi người. Và em cũng biết rằng những cái câu hỏi đó đôi khi á, mình nghĩ nó tích cực là tích cực và tiêu cực là tiêu cực, nhưng đối với em nghĩ nó là tích cực. Bởi vì sao? Tại vì những người đó họ yêu thương mình thì họ mới muốn biết, họ muốn hỏi mình. Và mình cứ nghĩ là câu hỏi đó là tích cực cho mình để có một gì đó giải bày cho tất cả mọi người. Đúng. Thì em nghĩ là một câu hỏi rất là dễ dàng mà không sao đâu. Thì em xin phép trả lời là thực ra thì trong cái buổi showcase này em cũng đã có mời bạn ấy. Nhưng mà hình như là bạn ấy bận quá nên chỉ xin thôi, chưa trả lời. Nhưng mà em nghĩ là nơi phương xa ấy thì bạn ấy cũng sẽ cổ vũ và ủng hộ cho em thôi. Nên là em nghĩ là mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tại vì đôi khi bạn ấy cũng quá nhiều việc nên là sẽ không đến được. Bọn em vẫn giữ tinh thần là tôn trọng và ủng hộ cho nhau. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Kay. Chúng ta sẽ đến với câu trả lời của đại diện đến từ BTS Center. Dạ. Dạ, mời anh Quân ạ. Cảm ơn mọi người. Anh ơi, anh lên sân khấu luôn đi ạ. Chắc là anh Quân lên sân khấu luôn ha. Dạ. Không sao đâu anh, hôm nay lâu lâu mình tập thể dục một tí. Dạ. Dạ. Mang cái đôi giày này là đi thoải mái, êm dịu mà anh ha. Dạ. Thì cảm ơn câu hỏi của chị. Thì chứng minh rằng kiểu mọi người quan tâm đến BTS Hàn Quốc rất là nhiều. Rồi, ok. Em nghĩ rằng á, với đại diện là một không hẳn là một người đại diện cho brand, mà là một người trẻ sống cuộc sống của mình ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có xung quanh những cái tiếng nói, có những người sẽ ủng hộ mình, có những người sẽ nói về những cái thứ mình đang làm là vô nghĩa. Tuy nhiên thì mình nên chỉ tập trung vào những cái thứ mà mình đang làm tốt và tập trung vào những cái việc đó, tìm những cái người mà có thể giúp được mình, cho mình được cái sự giúp đỡ, cái sự hỗ trợ đúng cách để mình đạt được những cái đỉnh cao tiếp theo ở trong cái con đường đấy. Thì đấy là cái cách duy nhất khi mà mình kiên trì và mình cố gắng để mình đạt được những cái giấc mơ mà mình đã đặt ra từ trước. Thì khi mà nhìn thấy ở đây bất cứ một cái nỗ lực nào của những người trẻ hoặc là nghệ sĩ trẻ như là Cây Trần, thì BTS Hunter rất là trân trọng. Và nếu và những cái giá trị này nó phù hợp với cả những cái cá tính, những cái quan điểm mà brand cảm thấy phù hợp, thì sẽ tiếp tục đồng hành cùng những nghệ sĩ và những sản phẩm âm nhạc trong tương lai. Dạ, cảm ơn Vương rất là nhiều. Mình sự tin là tất cả chúng ta đều có một cái giấc mơ riêng của bản thân mình, và đặc biệt là thời gian không. Em là Minh Thanh của Minh Ly. Dạ. Thì em có một đầu tiên đó thì em chúc mừng anh về một cái sản phẩm âm nhạc rất là chỉnh chu, rất là cẩn thận về mặt hình ảnh lẫn mặt âm nhạc. Và tiếp theo là em muốn có một câu hỏi là tại vì trong thời gian gần đây á, thì anh Cây Trần trước đó từng được so sánh với xe khác là có một cái phong cách nhìn nhỉ rất là sexy, rất là muối giò, rồi rất là mạnh mẽ, hấp dẫn được đó ha. Đúng rồi ạ. Và nó mang hơi hướng hip hop rất nhiều. Và thời gian gần đây có một nam ca sĩ mới debut mà cũng được so sánh với K-pop về cái cách trình diễn như vậy, đó là Mono. Mà nhiều người cho rằng Mono có phần khiến khán giả quên mất K-pop là ai, quên mất Asian là ai đó. Vậy thì anh Asian có sợ để so sánh như vậy không ạ? Dạ, em cảm ơn lời câu hỏi của anh. Năm 2000 quý báu của anh. Dạ. Thực ra thì cái câu hỏi này em nghĩ nó rất là dễ đối với em. Tại vì bản thân em là một người sống vì âm nhạc, là vì cộng đồng. Cứ hễ tân binh nào hay là nghệ sĩ nào họ làm việc chân chính, họ làm việc cái tâm, thì đối với Cây sẽ ủng hộ hết mình. Dạ, và khi mà thấy được cái hình ảnh của Mono cũng như là tất cả các bạn fan cũng như người xem, thì họ có những quan điểm của họ khác nhau. Thì đối với Cây thì mỗi người nghệ sĩ thường thì họ sẽ luôn có một cái
có một cái vibe, có một cái định hướng hình ảnh riêng của họ. Và cá quan tính. Trọng nhất là khi mà người đó xuất hiện, khán giả của họ nhớ họ là ai là quan trọng nhất rồi ạ. Còn đối với vấn đề mà có sợ hay không thì đối với Kay Trần thì Kay không nghĩ là dùng từ sợ đâu. Tại vì quan điểm của Kay đó chính là âm nhạc là sự kết nối. Ai mà cứ làm tốt, mà ai làm việc mà có tâm trong nghề nghệ thuật, đối với Kay luôn ủng hộ và tôn trọng hết mình. Cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của Hưng, cảm ơn câu trả lời của Kay. Thật sự phải nói là tới bây giờ thì anh vẫn thấy là Kay là một ca sĩ trẻ rất là chỉnh chu, chuyên nghiệp, đầy năng lượng. Và đặc biệt hơn hết là cái sự đáng yêu của em ở trên sân khấu. Và tất cả mọi thứ Kay làm đều vì khán giả của mình, đều vì âm nhạc của mình và vì cảm xúc riêng của bản thân mình. Và anh tin là Kay cũng sẽ định hướng được cho chính mình những cái con đường sắp tới. Thế thì bây giờ sẵn tiện nói về đường đi sắp tới nè, Kay có thể là chia sẻ giúp Minh Xùi cho tất cả mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ cho Kay trong cái hành trình tiếp nối không? Hành trình sắp tới thì như mọi người cũng biết là Kay cũng đã thành lập được công ty mới của mình mang tên là 777. Cùng kết hợp với tất cả các anh em thì những dự án sắp tới thì đối với Kay thì sẽ rất là dày đặc, sẽ cho ra rất là nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm là những hình ảnh của Kay trực khác nhau. Mỗi sản phẩm là những màu khác nhau nhưng mà vẫn giữ được chất Kay của mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ cũng như là cổ vũ cho Kay trên cái con đường ca hát cũng như đam mê âm nhạc này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dạ vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho Kay chưa được không ạ? Bây giờ à, thật, tại từ sự ra thì hôm nay thì sẽ có những cái câu hỏi của các anh chị phóng viên báo chí đã đặt trước, sẽ đến với khu vực riêng tư hơn để đặt câu hỏi cho Kay. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi còn có thêm một cái vị trí rất là đáng yêu nữa mà Kay cũng như là 777 đã dành cho tất cả các bạn fan hâm mộ cũng như là những người yêu thương Kay. Ở đằng sau cái khu vực backdrop chụp hình lúc ban đầu đó mọi người đã rất là chỉnh chu và xinh đẹp rồi, ánh sáng đã quay trở lại rồi và chúng tôi cũng sẽ tiếp nối cái khoảnh khắc này bằng cách là mời Kay sẽ trở về vị trí phía dưới đến với phần ký tặng dành cho tất cả các bạn flowers của mình đã đến chung vui ngày hôm nay. Và trước khi đó Kay có muốn nói gì với tất cả mọi người không ạ? 8 giờ sắp tới rồi Kay ơi. Dạ một lần nữa hy vọng là mọi người sẽ xem MV giùm em để em có thêm kinh phí làm MV tiếp theo. Rất là thực tế. 8 giờ tối nay quý vị ơi. Dạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu nhất của mình dành cho Kay. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thank you. Xin được cảm ơn Kay Trần. Xin mời Kay chúng ta trở về khu vực ký tặng ở phía dưới ạ. Và quý vị thân mến, đừng quên là tối ngày hôm nay đúng 8 giờ trên kênh YouTube official của Kay Trần, mọi người cũng sẽ chiêm ngưỡng một lần nữa cái sản phẩm rất là tuyệt vời và đầy tâm huyết của Kay Trần, đó chính là UBM. Đừng quên chia sẻ thật là nhiều trên trang Facebook cá nhân của mình quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến với buổi showcase đầu tiên comeback của Kay Trần. Xin chào và hẹn lại với những sự kiện họp báo tiếp theo.